Và các bạn nhìn sâu vào vua Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nếu các bạn ứng dụng đạo đức trí tuệ nghị lực để giúp cho cuộc sống của các bạn bình an, thì nó là một tôn giáo hay nó là một lối sống? Các bạn phải tự đúc kết được. Các bạn luyện đạo đức cho mình tốt lên, luyện ý chí nghị lực cho mình bản lĩnh lên, luyện trí tuệ cho mình sáng suốt hơn, thì nó là một lối sống chứ là gì nữa. Để cho chúng ta trở thành một con người hướng thượng, trở thành những cái con người tinh hoa, mang lại cái điều hay lẽ phải cho gia đình và cho những người xung quanh mình, thậm chí cho cả cái thế giới này. Đây là một cái hành trình để chúng ta biến đổi để bình an. Cái hành trình này á, khi mà chúng ta sinh ra là chúng ta nằm ở trên cái chỗ là nghiệp quá khứ. Các bạn nhìn sang bên trái góc cao, nghiệp quá khứ, mà khoa học hay gọi là gen á, hay gọi là tố chất bẩm sinh, hay gọi là năng khiếu nha. Nhưng bản chất theo Phật giáo thì đó chính là nghiệp quá khứ. Chúng ta sinh ra, mỗi chúng sinh, mỗi con người của chúng ta có một cái nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp, tức là nghiệp quá khứ, tức là có một tố chất bẩm sinh riêng. Mình nói theo ngôn ngữ vậy đi, có một tố chất bẩm sinh riêng. Dù có chung một gia đình, trùng gen đi chăng nữa thì tố chất bẩm sinh nó vẫn riêng. Nó chỉ chung nhau được bao nhiêu phần trăm thôi, còn phần riêng nó hầu như nó vẫn lớn hơn cái phần chung. Đó. Đấy là cái yếu tố khi chúng ta mới sinh ra. Yếu tố thứ hai rất quan trọng. Yếu tố thứ hai chính là yếu tố giáo dục trong suốt quá trình chúng ta sống. Yếu tố thứ hai gọi là môi trường chúng ta sống. Chúng ta sống trong môi trường nào thì chúng ta thụ hưởng nền giáo dục từ môi trường đó, nó ảnh hưởng đến mình. Chúng ta tiếp xúc với những ai thì môi trường sống nó tác động làm ảnh hưởng đến mình. Sự tác động đó chính là giáo dục thụ động. Nên cái người chủ động là họ chọn lựa cái sự giáo dục này cho nó đúng đắn. Đó. Thì cái sự chọn lựa đúng đắn về để có một cái môi trường giáo dục tốt thì nó gồm 3 yếu tố. Đó là thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt. Có 3 yếu tố này thôi. Trong kinh điển, ngày xưa thì Đức Phật dùng một cái ngôn từ gọi là ngôn từ tam bảo. Phật, Pháp, Tăng. Còn quan điểm của tôi là ứng dụng trong đời sống thì nó phải rất đơn sơ. Thì mình làm cho nó đơn sơ đi. Phật là một vị thầy của trời người thôi, một vị thầy của các loại thầy. Vậy bây giờ mình không gặp được Ngài, thì bây giờ mình tìm những vị thầy lớn, có tâm, có đức lớn, có sự hiểu biết lớn để mình theo vẫn được mà. Thì cái đó mình phải đi lựa thầy hiền trí. Đó. Rồi lời dạy trực tiếp từ khẩu ngôn, từ miệng của Đức Phật không còn nữa, thì chúng ta có thể tra cứu kinh điển, chúng ta có thể tra cứu những bài dạy rất hay ở trên mạng, thì nó là tủ sách hay. Tủ sách tinh hoa. Và cuối cùng là chúng ta phải có nhóm bạn tốt. Thay vì ngày xưa cái thời của Đức Phật là ai theo Ngài thì đi tu thì gọi là tăng, gọi là sư đó. Thì bây giờ chúng ta là một cư sĩ, chúng ta là một người ở đời bình thường, thì chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi. Mình hiểu như vậy cho nó đơn sơ. Thế là chúng ta chọn được thầy hiền trí để mà theo vài vị, chúng ta chọn được một tủ sách hay để mà đọc, đặc biệt là sách tinh hoa từ những thánh nhân, lời dạy của thánh nhân để lại. Và chúng ta chọn được nhóm bạn tốt mà chơi. Thì đây chính là môi trường sống lý tưởng. Các bạn ở trường học hay ở gia đình cũng thế thôi à, nha. Thì chúng ta phải xây cái này. Và cuối cùng là trong cái quá trình chúng ta phát triển lớn dần lên, thì những trải nghiệm lớn nó quyết định chiều sâu của chúng ta. Nếu mà chúng ta sống trong một cái môi trường mặc dù có thầy, có sách, có bạn tốt, nhưng mà nó an toàn đến một cái mức độ như một chuồng gà công nghiệp, thì chúng ta vẫn không chuyển hóa sâu sắc được. Sự chuyển hóa sâu sắc nó phải đến thêm, nhờ thêm những trải nghiệm lớn, những khó khăn, những sóng gió cuộc đời nó vùi dập, để nó soi lại xem nội tâm của chúng ta mạnh chưa. Khi nó vùi dập thì mình mới biết ô, nội tâm của mình còn yếu, về mình luyện lại. Các bạn hình dung nhờ. Thì cái này trong đạo Phật gọi là khổ đế. Đứng đầu các đế là khổ đế đấy. Trong tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Khổ đế đứng đầu các đế. Vì nếu chúng ta không có những va đập đủ lớn thì chúng ta không chịu thay đổi đâu. Cứ bảo bọc, cứ thành công, cứ an toàn nhiều vào, rồi
cuối cùng cuộc đời nó cứ lòng vòng thôi. Nên người ta mới nói thành công là một người thầy tồi là vì vậy. An toàn cũng là một người thầy tồi. May mắn cũng là một người thầy tồi. Khó khăn trở ngại coi chừng mới là một thầy, một bậc thầy vĩ đại đấy. Nhờ ba cái yếu tố này nó hòa quyện lại và chúng ta rèn luyện theo ba cái yếu tố này nha. Thì cái sự rèn luyện đó nó gọi là tiến trình học hiểu hành. Học hiểu hành trong cái tiến trình mà thực hành ứng dụng trong đời sống và thực hành uốn nắn tâm thức thì nó có một phương pháp đặc biệt Đức Phật gọi là thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana, để mình uốn nắn lại cái tâm thức của mình. Đó, thì nó bổ sung vô, tức là cũng là học hiểu hành, cũng là văn tư tu đó. Nhưng cái chữ tu này này, chúng ta phải hiểu là năng lực quay vào bên trong để uốn nắn tâm thức của mình bằng những phương pháp rất đặc biệt mà Ngài gọi đó là thiền tứ niệm xứ, Ngài gọi đó là thiền Vipassana. Bạn nào có điều kiện cứ lên Google search những cái chữ này thì sẽ hiểu thêm nha. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quả nó trổ ra. Sau một cái tiến trình 10, 20, 30 năm như vậy, chúng ta sẽ trổ ra một cái quả rất lớn. Đó là quả sự hiểu biết sâu sắc về bản thân mình và về xã hội thiên nhiên này. Thì tự nhiên thành hình triết lý sống. Có triết lý sống thì những giá trị ở bên sâu thẳm trong chúng ta này này, nó mới mọc lên. Và các bạn mang những cái giá trị nó đã được mọc lên, nó đã được trưởng thành đó, cống hiến cho cuộc đời thì nó gọi là sứ mạng. Các bạn cống hiến nhiều nó gọi là tầm nhìn. Vậy thôi. Như vậy bình an nó nằm ở chỗ nào? Trong cái trạng này các bạn ơi, bình an nó nằm ở cái trạng là có sự hiểu biết sâu sắc và có giá trị sống ba gốc rễ. Nó bình an nó nằm ở chỗ đó. Còn trong quá trình rèn luyện các bạn chưa bình an được đâu. Các bạn phải chấp nhận có những lúc mình bình an và có những lúc vẫn bất an là bình thường. Nhưng có cái sự hiểu biết sâu sắc rồi, có cái giá trị sống sâu sắc rồi, vững chãi ở bên trong rồi, thì tức là bên trong mạnh hơn bên ngoài, nội lực mạnh hơn ngoại cảnh thì bình an nó xuất hiện. Các bạn hình dung ha, đó, nôm na nó là vậy. Thì đây là cái tiến trình biến đổi để bình an và đây là công thức để bình an. Đó. Đó, thì chúng tôi mới miêu tả lại là cái nội lực để mà mình bình an, chúng tôi mới vẽ lại thành một cái sự mọc lên của một cái cây nhân cách. Cái cây nhân cách này mà nó muốn trổ được nhiều quả thì bộ rễ của nó, bộ gốc của nó phải vững chãi. Và chúng tôi vẽ lại thành cây nhân cách ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đó. Những bạn nào mà quan tâm cần cái file mà có cái cây nhân cách này, file PDF rất đẹp, to nha, hoặc là mấy cái slide nãy giờ, mấy cái slide đúc kết nãy giờ, các bạn có thể vào trong cái nhóm QR code này này nha. Các bạn cứ vào thẳng nhóm đó rồi ban tổ chức sẽ gửi cho. Chứ bây giờ gửi qua Facebook là cũng không biết được nào mà gửi, mấy nghìn comment là không biết đâu mà gửi đâu nha. Các bạn vào, bỏ ra một phút, các bạn quét QR vào trong nhóm Zalo rồi ban tổ chức sẽ gửi cho. Để cho tôi uống nước 60 giây nhé các bạn nhé. Lấy điện thoại ra quét, thế là xong. Còn bạn nào không biết cách quét thì capture màn hình lại nha. Chụp ảnh màn hình lại, xong rồi hình như màn hình nó cũng có chức năng quét đấy. Ban tổ chức hỗ trợ nha. Nhắn cái đường link vào trong gnh.vn/zalo.bke. Đó. Nên những bạn nào mà tiếp xúc được những cái nền tảng từ những bậc thánh nhân, từ những bậc vĩ nhân, cổ nhân từ ngày nghìn năm truyền thụ lại, nó đáng quý vô cùng. Khoa học không phải là nhất đâu các bạn. Ngày xưa cái thời tôi đi học Đại học Bách Khoa, trong đầu mình cũng nghĩ khoa học là nhất. Nhưng càng ra cuộc đời, càng lớn dần lên, tôi thấy khoa học đầy thứ ngây thơ và khoa học đầy bản ngã. Khoa học có cái bản ngã riêng của khoa học, cũng không hay ho gì đâu. Thời trẻ mà còn hăng mà, mình được nhồi sọ 5 năm ở Đại học Bách Khoa, toàn tính toán kỹ thuật thôi, máy móc thôi, thì cứ cái gì mà chật tính toán máy móc thì mình cho rằng nó không tồn tại. Đấy là một sự ngây thơ, một sự ấu trĩ của cả một nền giáo dục đấy. Mà ông Einstein, ông ta đã phê phán cái nền giáo dục đấy đấy. Mặc dù ông Einstein là bậc thầy của khoa học mà ông ta phê phán đấy.
khoa học mà không có cái phần chiều sâu của tâm thức này này thì đó là khoa học khập khiễng, khoa học què cụt. Còn những cái tôn giáo mà lại thiếu đi khoa học, tức là thiếu đi cái năng lực chứng minh, những cái năng lực triển khai trong thực tế, thì tôn giáo đó là mù quáng. Và các bạn nhìn sâu vào vô đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nếu các bạn ứng dụng đạo đức trí tuệ nghị lực để giúp cho cuộc sống của các bạn bình an thì nó là một tôn giáo hay nó là một lối sống, các bạn phải tự đúc kết được. Các bạn luyện đạo đức cho mình tốt lên, luyện ý chí nghị lực cho mình bản lĩnh lên, luyện trí tuệ cho mình sáng suốt hơn thì nó là một lối sống chứ là gì nữa. Để cho chúng ta trở thành một con người hướng thượng, trở thành những cái con người tinh hoa, mang lại cái điều hay lẽ phải cho gia đình và cho những người xung quanh mình, thậm chí cho cả cái thế giới này, thì nó có cái gì đâu là một tôn giáo, đúng không? Chẳng qua chúng ta cứ hay thích gán ghép nó là một tôn giáo thôi. À. Nếu bạn biết những con người, mô hình, dự án tử tế, hãy kết nối với chúng tôi để cùng nhau chắp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé. Các bạn có thể xem thêm video ở phía bên tay trái và đừng quên nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải để ủng hộ bọn mình tiếp tục lan tỏa những giá trị tử tế bạn nhé.